Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng, sân khấu Vũ Thảo thu hút khán giả. Sau khi trên trang cá nhân của Mr. Đàm đăng 76 tấm hình, vào ngày mùng 4 Tết, anh chạy show giữa hai phòng trà. Trong đó có một phòng trà anh đã gặp gỡ con cô Sáu. Anh chụp chung hình với cô ta và một số khách đến xem. Sau đó có màn cô cháu gái tặng hoa cho anh, được mấy cái hình chụp lại. Có lẽ cô cháu đã có sự tính toán từ trước, canh ngay máy ghi hình, hên xui rồi cũng được đăng ảnh lên. Và không ngoài dự đoán của cô ta, sau đó phía bên quản lý của Mr. Đàm đã đăng những tấm hình này lên. Sau khi thấy tấm hình cô cháu gái chụp chung với Mr. Đàm, làn sóng tẩy chay đã tràn vô trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng. Phía bên cô cháu thì bên vực Mr. Đàm rất công bằng. Phía bên đối lập lại cho rằng Đàm Vĩnh Hưng không phân biệt được phải trái. Và trước làn sóng tẩy chay này, nghĩ rằng Đàm Vĩnh Hưng sẽ không hề biết vì anh quá bận rộn với những lịch diễn Tết và cũng không thèm đọc bình luận của khán giả. Nhưng thật bất ngờ trong tối ngày hôm qua, bên phía cô cháu gái đưa lên những tấm hình đầy ngụ ý. Cá lội ngược dòng, trời cao cá mắt, nhân quả sẽ đến cho những ai đang muốn dồn gia đình cô vào đường cùng. Hai con mắt làm sao nhìn thấu được hết mọi vấn đề trong nhà của cô ta. Thì bên Mr. Đàm cũng đã có động thái, xóa hết những tấm hình chụp chung cùng cô cháu gái, kể cả tấm hình cô ta lên tặng hoa cho Mr. Đàm. Trước những gì diễn ra những ngày qua với hành động tặng hoa của cô cháu gái, trên khắp mạng xã hội đã đưa ra nhiều bình luận sôi nổi về hành động khó hiểu này. Trong lúc cô ta than thở kinh tế làm ăn khó khăn, nhưng vẫn có thể mặc đồ đẹp đi tặng hoa cho người khác, và đặc biệt lại rất nổi tiếng, ý của cô ta là gì? Mắt tướng Quốc Thanh cũng đưa ra ý kiến, như có lẽ bên phía cô cháu gái đang chơi truyền thông. Phía bên Hồng Loan mà tẩy chay Mr. Đàm thì người thiệt thòi nhất là Hồng Loan, vì cô sẽ bị cái nhìn không thiện cảm từ những người nổi tiếng. Lướt đi của phía bên cô Sáu cũng hết sức cao tay. Như trước đó, Phân Tiên bên Mỹ cũng đã từng khuyên cô cháu, con phải lì, lì thì cô mới có thể giúp con được. Và không hiểu sao chiến thuật lần này tặng hoa cho Mr. Đàm, không biết có ai khuyên cô cháu hay không. Và một số ý kiến như, định chơi truyền thông với anh Mr. Đàm hả phê, còn non và xanh lắm, anh Mr. Đàm xuất chiêu là phê hết đường hết kêu ve ve, ăn Tết xong về chuẩn bị kêu tiếp, mà kỳ này là tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Đàm làm chị khoái hết sức, làm qua nay đám ve con vác hai tấm hình đi khoe khắp sớm, bày đặt lên ta Tết cá lội ngược dòng đồ ha. Sáng vừa đánh răng vừa cười, con đi xem Mr. Đàm nhiều lần, ai tới là ổng chụp, không có thời gian ngó ai với ai luôn. Có lần chụp rồi mà hình xấu, quay lại chụp lại cũng ok luôn. Căn bản là khách đông lắm, không thể biết đâu. Rồi nhân viên phụ trách chụp hình sẽ đưa ổng cả mớ để ổng post. Ổng làm gì có nhiệm vụ phải kiểm tra khán giả nào có post nào với ai là lựa chọn, nên chửi vậy là oan đó. Khán giả xô đông nghẹt à, má tư ơi. Còn có lần chụp rồi mà đứng sớ rớ, ổng còn hỏi chụp chưa, không thể nhìn nổi mặt toàn bộ khán giả đâu, như cái máy luôn má tư ơi. Má tư Quốc Thanh cũng đáp trả lại, má hiểu điều đó con, lúc cậu đi diễn cũng như vậy. Trước đó thì phim trường Thái Hoàng cũng vào trang cá nhân của Mr. Đàm khen ngợi, anh Mr. Đàm đúng là một người em ngưỡng mộ nha, không sợ chuyện gì, việc gì đúng là anh làm ủng hộ anh, Mr. Đàm mãi đỉnh. Và mới đây khán giả lại xóa rồi kìa, liêu liêu, không sợ mà xóa rồi, Hoàng ơi không sợ sao không để nè. Ở ngoài hỏi thăm anh đó nha. Nói về phía Hồng Loan, Hồng Loan mới đây cũng chia sẻ bài báo nói về sân khấu Vũ Thảo thu hút khán giả trong những ngày Tết. Trong đó những ngày qua Hồng Loan cũng tham gia cùng anh chị. Dạ con em xin chân thành cảm ơn anh đã nhân chút thời gian đến xem anh em diễn vở kịch Đu Trên. Năm mới em kính chúc anh dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Bài viết vở Đu Trên hút khán giả, Quốc Thảo Bích Trâm thở phào nhẹ nhõm. Người trong nghề gờ Quốc Thảo là đạo diễn Liều. Nhận sân khấu mới trong 1 tháng rưỡi, tập vở mới 20 ngày nhưng rồi anh đã làm nên chuyện. Nghệ sĩ Quốc Thảo làm tác giả và đạo diễn vở Đu Trên được xem là cây đinh của dàn kịch mục khi anh chuyển từ sân khấu 81 Trần Phú Thảo về sân khấu Phú Nhuận, trung tâm văn hóa Phú Nhuận, nơi trước đây là sân khấu kịch Hồng Vân. Anh được sự tiếp ứng của vợ chồng nghệ sĩ Bích Trâm, Linh Tý cùng các diễn viên trẻ. Dù là học trò của anh, qua 4 xuất diễn trong mùa Tết, vợ đã cháy vé thu hút đông khán giả đến xem. Trước hết câu chuyện kịch khá đơn giản, nội dung kể về ông Sáu Đổm do nghệ sĩ Quốc Thảo thể hiện, là một chủ cơ sở nuôi cá tra ở miền Tây. Có người vợ là bà Sáu Bích Trâm đóng, hiền lành chân chất,
Trái ngược với vợ, xáo độm, có bản tính ngờ nghệch, háo danh, vì mê được nổi tiếng, ông quyết định lên Sài Gòn thử sức, mơ mộng việc sẽ sở hữu kênh thông tin cá nhân có hàng triệu người truy cập. Xáo độm không ngần ngại chi thật nhiều tiền để thuê 5 người nổi tiếng trên mạng xã hội đến nhà truyền đạt kinh nghiệm để ông trở thành người của mạng xã hội. Sau khi được đổi tên Sidom, ông mặc nhiên dùng hết số tiền dành dụm của vợ để tiêu xài phung phí. Ông đóng vai đại gia với cái trò lố bịch, và chính những trò hoang phí đó đã dẫn đến nhiều tình huống bất ngờ. Để xứng đáng với vị thế mới, ông muốn biến con gái mình là Lài Hồng Loan thành một tiểu thư ảo. Ông ngăn cản tình yêu của cô với chàng trai cùng quê tên Sâm, Bá Thắng Đóng, may mà người giúp việc Ô Sang, Mai Kim Liên về quê thuật lại tất cả mọi chuyện. Cái kết khá bất ngờ và cũng đầy thú vị, dẹp tan giấc mộng sống ảo của ông Sáu Đổm. Cách bố cục của vợ khá đơn giản, nhưng mọi cảnh diện đạo diễn Quốc Thảo đều có điểm nhấn. Anh đã cấu trúc âm nhạc và nhiều cung bậc tình cảm thay cho tâm trạng các nhân vật. Bên cạnh đó, đạo diễn tạo nhiều nút thắt kịch để qua mỗi trường đoạn kịch bộc phát những xung đột. Tiếng cười vì thế được tạo nên bởi các tình huống rất bất ngờ. Dù khán giả ai cũng đoán được cái kết, phá tan sự ảo tưởng của nhân vật chính, xong họ chờ xem và bị lôi cuốn về những trò diễn rất duyên dáng từ các diễn viên trẻ là học trò của đạo diễn Quốc Thảo. Nhân vật được trong giờ chính là sự xuất hiện của Hồng Loan. Có thể nói chỉ 20 ngày để tập giờ, biến một cô bé chưa một lần diễn kịch vào vai Lài tự tin, và chính sự sợ sệt của Hồng Loan lại hợp với tâm trạng cô gái quê theo cha lên thành thị, lo lắng hoang mang trước thế giới sống ảo của những idol trên mạng xã hội. Nghệ sĩ Bích Trâm và Linh Tý là điểm tựa vững vàng cho dàn diễn viên trẻ. Cả hai diễn và nâng đàn em để vở diễn về đúng mục tiêu, cảnh báo và giúp người thân thoát khỏi những tên lừa đảo trên mạng xã hội. Đu Trend đúng như tên gọi của vợ đã nhanh chóng nắm bắt các câu nói, hành động, động tác, thái độ tương ứng trên mạng xã hội, và câu nói bằng một cách phải lên xu hướng đã khiến các nhân vật đảo điên, cuồng loạn chạy theo những mục tiêu ảo. Bên cạnh tiếng cười, khán giả thích thú khi ngoài những giây phút thư giãn của vở kịch, vở lại gửi đến họ nhiều bài học chiêm nghiệm rất ý nghĩa. Xu hướng để được xem là sống tại thượng, bất chấp tất cả để được nổi tiếng, luôn đồng nghĩa với sự thua cuộc, bởi Đu Trend không thể tồn tại vì những giá trị ảo thiếu đúng đắn trong một xã hội văn minh phát triển. Lần đầu xuất hiện trên sân khấu kịch, Hồng Loan đã hoàn thành tốt vai diễn. Đạo diễn Quốc Thảo đã uốn nắn, cộng với sự góp ý chân thành của Bích Trâm, Linh Tý và các bạn diễn, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Bộ Linh đã nỗ lực đáp lại tình yêu thương, ủng hộ của khán giả dành cho mình. Đu Trend sẽ còn các xuất diễn vào mùng 6 và mùng 8 Tết tại địa chỉ mới của sân khấu Quốc Thảo ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.